Em xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay nói chung là đồ ngày nay ngày mai là hết rồi, còn lại áo thun với quần sọc thì chắc đang còn. Em vẫn lên like anh em ha, nay là lặp đến từng cái được rồi đó. Đầu Lam lên một con áo ngụy trang này anh em này, con này ngụy trang là áo khoác vai 67 hai lớp mùa đông. Nói chung con này thì đông xe nhẹ nhẹ thôi, dài áo 77 anh em. Anh em có thể bận con này chạy đường, nếu mà chạy đường trường vẫn ok luôn này, nhưng mà bự ha, rất là bự luôn nha. To và bự, con này mũ liền và hàng này không phải hàng cấp phát, không biết nước nào, không biết nước nào luôn á. Đấy, con này là 90 kg trở lên. Cái đầu khóa thì vẫn ngon lành cành đào. Chốt cho em con này là 100.000 mã 29. 100.000 mã 29 là hàng đầu line nha em nhé. Tiếp con này là áo jean lê, này giá sale cực rẻ luôn, khô máu luôn. Còn con nào mình bòn hết con đấy anh em, vai 42 và dài áo là 68. 4268, cái dây kéo nó bằng nhôm này. Bẩn hai mặt luôn ha. Anh em sử dụng mặt trong, cái mặt trong nó bị dơ này. Mặt trong nó bị dơ này. Chỗ này không phải dơ đâu mà nó bị nó đục lỗ, nó làm cái khuyên núp á. Trong này dơ này, anh em bận mặt ngoài thôi. Ngoài này thì ok. Con này giá của nó là 100.000 này. Em sale cho anh em 50.000 luôn. 50.000 luôn nhá. Nay là còn nhiêu là chơi bay lắm quá. Em không chừa một cái gì để lại hết. Bán một khi đã chơi nước cuối rồi. Mà cái dây kéo này thì nó hơi rít rít nha. Đấy, nó vẫn hơi rít rít rồi nha. Nó bị mắc. Nói chung là kéo mình do cái này này. Cái này ở bên trong nó xù xù lông cho nên nó mắc. Rồi chốt cho em 50.000. 50.000 mã 27 anh em ha. Tiếp con này là áo khoác chui ngụy trang. Đấy, con này chui ngụy trang nha. Dài áo là 73, dài áo 73. Con này thì không có giãn gì hết. Có vai có đô nhưng mà không có giãn gì hết. Bề ngang là 77, chui cha là mẹ ơi. Như trưa nay cho liều thuốc cho nó cảm. Dài áo 71. Dài áo 71. Con này em bận thử, vừa tắm xong nhưng mà vẫn bận chứ. Thực ra là cũng hơi bị dơ rồi đó. Nói đúng ra nó 80-90 kg, chứ ngoài em thì là 50 mấy kg. Em bận như thế này này, em bận vào để em dòm á. Đấy. 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 Muốn cảm này. Rồi con này là 80-90 kg, anh em thích thì bận nha, 80 kg cũng được. Muốn nhẹ muốn. Chốt cho em 50.000 mã 24. Mã 24 nha anh em, áo thì đều và đẹp. Tiếp con Vatican. Trời ơi. Vai 48. Vai 48 dài 74 ạ. Anh nhắc hơi bị cảm. Con này bán rẻ 70.000 luôn. Áo này chất vải chống cháy nha em. Chất vải chống cháy. 65-75 kg. 65-75 là 60-70 chứ nó. Muốn nhảy mùi tiếp. 70 chứ nó thoải mái. Chốt cho em 70.000 thôi. Mã 25. Chút. Cảm như ai mình nhắc khoái vậy. Tiếp con này M65 màu xanh nha em. Con này của hãng Juice Space này. Dây kéo đồng mà nó bị hư cái khóa này, tức là nó mình để về chết chứ không có tay cầm nữa ha. Khó
chịu cái mùi quá. Vai của nó là 67, dài áo là 82, sau 782. Cái này xuống là chưa, không có bị dê mà bị dơ thôi. Dê quá đồng này. Con này 300.000 giờ sale 150 luôn. Con này về giặt cái là hơi bị đẹp. Áo này bình thường anh em biết là em bán trên triệu bán. Ở đây nó có dơ một chút này. Áo này thì bao đây chỉ có dơ thôi. Cái này nó cũng bị dơ này. Dơ nhá, dơ đất nha. Cái đầu khóa này con này to, của hãng Truspec này anh em biết rồi ha. Áo cọc, tất cả các dòng cọc mà nổi tiếng hay còn gọi là Tiger hay Thủy Quân Lục Chiến mà được có cái tem Truspec này là hàng hiệu, hàng xịn mới có. Thì cái dòng này nó đã đứng ra sản xuất. Áo này là của Made in China chứ không phải của Mỹ, nhưng mà China mà của hãng Truspec sản xuất thì nó đã là giỏi, ngon lắm, phải không ạ? Ngon lắm. Con này là trên 90 kg, bán 150, mã 26. Ai vớt được cú chót là được vừa rẻ ha. Nay bòn mót mấy ngày nay nữa, ngày nay ngày mai nữa chắc hết sạch bách, không còn một cọng nữa. Vai 60, dài áo là 87, nói không còn cọng nhưng mà vẫn còn áo thun và quần sóc, còn đồ rằn ri này là hết sạch. Chưa bao giờ em kiệt kho tới như vậy hết á. Sạch bách, sạch tinh luôn. Sạch chưa từng sạch luôn. Con này quá dày một đông cực kỳ ấm nha anh em. Và lâu giờ em cứ nghĩ là đồ này không bao giờ hết. Nhưng mà bữa nay thấy hết là hơi bị đỉnh rồi đó. Ở ống tay này nó dơ này. Nó dơ thôi nhá. Ở đây màu đen nè. Con nó phối cái màu đen này rất là đẹp. Áo này phọc dài, cao. Cao và dài ha. Vai 59, dài áo là 86, cao trên 1m74 dùm em. Cao trên 1m74 dùm em nhá. À, cao trên 1m74. Con này 75-85kg. Đẹp. Nó có những cái điểm nhấn này làm cho con áo nó đẹp hơn vào anh em. Chốt dùm em con này 150, mã 28. Hết luôn. Nhanh tay nha anh em, nhanh tay nhá. Tiếp con ngụy trang này con cũng mùa đông. Ở trong này có túi này, con này không phải hàng cấp phát đâu. Nói chung là hàng tào lao của nước nọ nước kia mà. Con này là vai 64, cũng có bột của hàng Mỹ nhưng mà con này không phải đâu, dài 75. Cái này form bumper thôi nhá. Nó bị hư cái khóa này. Tức là cái đồng khóa này cài vào nó không ăn. Nhưng mà vẫn kéo được, anh em chỉ thay cái đầu khóa khác bỏ vào là được. Áo không có dơ, không có lụng rách gì hết. Không có dơ, không có lụng rách gì hết. Không dơ, không lụng rách gì hết nha. Rồi, 8 đến 90kg, 95kg cũng được, 90kg bụng to cũng càng tốt. Hư dây khóa về bỏ cái đầu khác vào giùm em cái. Bán anh em 50.000 mã 20. 50.000 mã 20. Có cái bộ mùa đông này nè. Con này ngụy trang mùa đông anh em. Ấm và dày luôn. Rất là dày nhá. Ấm mùa đông. Con này cái bông cũng khá là đẹp. Anh em dòm nè. Ở trong một lúc nệm mà ấm lắm. Nhưng mà không biết nước nào ha. Ai bận bộ này mà chạy đi đâu khỏi đất mình. Vai là 62, chả bá lửa luôn. 90kg. Vai bụng là 112, tức là 8-90kg đó. 8-90 là bụng 100, còn này 112 là 90kg trở lên. Nhưng mà anh em tùy. 8-90kg mà cái bụng mà dưới 112 thì là cứ vừa hết. Dài quần là 85, 86, 1m7, 170 ha, 170 nhé. Ôi, cả bộ này bán rẻ cho anh em này, đi kéo quần ha. 100.000 thôi nè, nhanh tay giùm em. 100.000 mã 21, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Không có lụng rách không gì hết. Lấy đi kéo cũng còn lời luôn ha. 100.000 mã 21. Nói chứ không, anh em tận dụng chứ. Hết hàng, không có hàng mà bán chứ đừng có nói là
Đợt sau nó mắc nó rẻ, không có được. Tiếp một con ghi lê này. Con ghi lê con này là vai 36, dài áo là 67. Đẹp nha, dây kêu nhựa đẹp. Ở sau này có cái ba lô mà anh em thích đựng, riêng thì đựng mà không đựng thì chịu rồi, con này không gỡ ra được đâu. Nếu em gỡ nó vẫn còn cái đáp đây này nè, bẩn vậy nó trẻ trung hơn anh em ha. 80-90 cái túi thì bao vây này. Chốt cho em con này là 70.000 mã 23. 70.000 mã 23. Tiếp con này chắc vải cực kỳ ạ. Bên anh em bảo là lừa dùng áo, không có nữa mà lừa nữa rồi. Vai 50 là 70-80 kg và dài áo của nó là 71. 71. Ở đây nó bị rách này, ngay mép túi thôi. Ở đây cũng bị rách một chút. Rách một chút nha. Nói chung là con này đây đây, ở đây nó cũng bị gỡ cái tem, nó móc ở đây cũng bị lỗ ha. Gỡ tem mà nó có vài lỗ lâm tâm, bán rẻ anh em bệnh lao động. Nói con này đi cà phê còn tha hồ. 85 kg. Bụng to là 85 kg, 80 kg bụng to là ok. Rồi chốt giùm em con này là 50.000 mã 22. 50.000 mã 22. Cái cuối cùng của like này. Bữa nay bòn mót rồi bữa like ít thôi. Nói like ít chứ bữa giờ cũng nhín mà tới kéo dài tới nửa tháng rồi nè. Con này là bụng 100. Bụng 100 là dài 108. Trên này dưới này đều đẹp nhưng mà chỗ này nó bị mỏng rồi, mỏng mòn mỏng cái chỗ này nhá. Vải thì dày nhưng mà nó bị dơ nha, mà dơ cái phần này nhá. Anh em mà thích cắt cái sọt ở đây cũng được, bên này cũng dơ hay luôn. Nói chung con này là nó rách lũng rồi đó. Đây này, lũng lỗ này, bung chỉ này, ở đây là dơ này, à đây mòn mỏng này ha, mòn mỏng này đấy, ở đây mòn mỏng luôn. Nói chung là có dơ cái đầu gối nha. Đây cũng bị dơ luôn nè. Rồi đây bung chỉ nha anh em. Rồi bán rẻ 50.000. Bán rẻ 50.000 á. Cái này là về em tha hồ bẩn. Bẩn lâu đồng chơi tẹt ra luôn. Mã 22. Hết, em cảm ơn tất cả anh chị. Hôm nay không có đồ nữa mà cũng like như ăn cướp. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Em có thể gặp được anh em vài hôm nữa thôi. Không có đồ nữa mà like nữa. Em cảm ơn và bye.